Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bóng Kim ở đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi một rap sinh tồn tiếp nhé. Ok, và bây giờ thì mình đang ở trong nhà và mình rất là đói. Cứ từ từ, mình phải ăn một chút cái gì đó mới được. Ừ, tính ra mình chưa kính. Giờ mình nghĩ là mình nên chắc mình nghĩ là mình nên làm thêm đồ ăn đi. Để ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xây thêm một vài căn nhà. Và lâu không trở lại với cái màn bông kích kìm bờ không sáo. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại và mình cái tiếp form này mình ok, và bây giờ mình sẽ tiếp. Ok, và mình cần tạo gỗ nè. Nói chung là gỗ là rất là cần thiết, các bạn nên biết. Ok, mình mang tiếp nha. Skip thôi. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ tạo thêm mấy tấm ván nữa. Ok, và để coi giờ mình sẽ xây cái gì đây. Chắc mình nghĩ mình nên xây thêm một cái khu, xây một căn nhà đó đi. Mình xây thêm một căn nữa cho nó. Nhà không được rồi. Đấy. Xây ở đâu đây? Chắc mình nghĩ mình nên xây ở đây đi, chắc ở chỗ này cũng rộng. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành xây đây. Bây giờ mình đang nghĩ là mình xây cái nên xây cái gì đó. Chắc mình nghĩ mình nên xây một cái một cái nhà rất là bự đi. Ok, có gì đây? Kêu nhà bự nha. Để coi, từ đây đến đó mà bao nhiêu đấy? Tự mình phải chắc chắn không cần. Rộng thêm chút. Biệt thự thì phải rộng cho nên các bạn xây cỡ đây. Mình xây cái này khá là nhiều tầng các bạn. Mình phải xây nhiều tầng, sắp 18 tầng. Ok, và đây là cái bước đầu tiên. Giờ mình chỉnh cái mối được không? Được các bạn ơi, mình chỉnh cái mối được chịu thôi chứ giờ sao. Ok, mình nghĩ chắc là cái phần mà xây biệt thự cũng khá là lâu cho nên mình ôi no god. Các bạn ví dụ nó ở đây không? Không còn cách nào khác hết, ở đây này.
Ở đây, mấy con nó có giết. Ui. Ở đây. Ở đây. Còn con. Nó còn nó có cái gì? Ui, ui. Ui, 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 ui. Lâm. Mình nghĩ sẽ luôn. Ồ da. Không mà nó cũng nổ không có mạnh cho lắm. Ok, và bây giờ chắc là mình phải skip khúc này, mình phải tu nhanh nha các bạn. Dạ, tu nhanh. Ok, bây giờ thì là cái lúc mà tôi đặt ra cái này rồi. Ôi, 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 ôi. Lại một con phát bôi nữa. Còn mất thêm cái đất nữa rồi. Đợi quá lâu.
to game roll 6 says 2. Nghe hai bên ta. Đi là một ngang nữa. Ok, và các bạn thấy chưa, đây là khách sạn của mình và nó chưa có xây xong. Ok, và các bạn thấy chưa, nè, khách sạn một sao một sao, và mình sẽ xây cái hồ bơi sau nhé. Ok, và cái phòng ở trên kia chưa có xây xong. Ok, tạm thời mình chỉ xây đến đây thôi. Ok, thì thôi, cái video của mình đến đây là kết thúc. Và nếu bạn thích thì nhớ để mình một like, một subscribe, và share và comment. Thì bây giờ, chào tạm biệt mọi người.